Hello, xin chào các bạn. Chúc các bạn buổi sáng vui vẻ và an lành. Hôm nay mình được nghỉ, mình sẽ quay cho các bạn xem những con thú cưng của mình nha. Này là con ba ba hổm cha mình dỗ được đó. Nuôi này cũng lâu rồi, 4-5 tháng gì đó. Này nó bự vậy nè các bạn. Con này nó ăn đồ sống mà, cá ốc rồi. Lúc trước mình cân được nửa ký, nay chắc hơn quá, nay thấy nó bự nha. Chùm bồ câu của mình nè các bạn. Mình nuôi hai cặp bồ câu gà với một cặp Pháp. Cặp này đẻ chưa ổn rồi. Còn cặp Pháp đã đẻ được chứ. Máy đèn ấp đó. Ấp mình thay nắp mình đâu có vô nó giữ trứng nó bỏ luôn các bạn. Đây cặp gà nữa. Sáng chưa cho ăn, nó la quá trời, giờ để mình đút cho nó ăn. Này nó ra lòng đầy đủ rồi các bạn. Thấy nó đói đồ ăn thấy cưng không? Để giờ mình đút cho nó ăn.
đúng nó ăn no rồi, giờ nó nằm một đống no cái bộ diều quá vậy nè mà còn đồ ăn nè. Đây mình vô lấy cân coi cân hôm nay có nó có lên được 100 gram không nha. Rồi giờ bắt đầu mình cân nha. Con này mình hấm cân 400 gram. Hôm nay để coi nó luôn. Phải 100 gram nha các bạn. Lên được 300 gram. Để coi nó còn kịp có lên không. Lúc luôn. Cái này là ra đàn nè. Qua chảo hà nướng. Béo. Hết sảy. Con này hấm 3 lạng mấy. Im đây. 5 lạng rưỡi. Lên được 2 lạng. Con này lên không ăn được chưa. Con này lên được 1 lạng mấy. Con này nhỏ hơn mấy con kia. Mình lên được 2 lạng. Cái này là ra rạn thịt cũng ăn để gầy ra nuôi chơi. Thuốc hẩm nuôi nhiều mà chán quán nuôi lại. Chiều đi làm về cho nó ăn cũng vui. Này sáng có khi là mình cho ăn lần thì chiều về cho ăn lần. Đây chuồng bổ ú của mình nè các bạn. Một con đực với 2 con cái. 2 cái đang có bầu. Mình mới mua nuôi tầng đang nuôi gầy ra nhiều nhiều cũng đã. Con này dễ nuôi lắm. Cho ăn cỏ, rau, củ, trái cây gì cũng được. Cái nhìn dễ thương các bạn. Mỗi ngày nó đẻ mình sẽ quay cho các bạn xem. Con này nó bụng, cái bụng âu rồi. Với con kia nè. Đây con đực. Hai con đó là 2 cái. Ở mình tính nuôi thêm thỏ nữa mà nghe nói thỏ có nuôi nữa. Mình không có nuôi.
để lấy cỏ bỏ vô cho nó ăn cho các bạn xem. Bỏ vô ăn liền thấy không? Cái này nó ham ăn dữ lắm, bỏ vô đúng ăn hết. Chiều bữa nào mình đi làm về đó, nó thấy mình ra là nó kêu rồi mặt trời. Dĩa này để mình bỏ thức ăn cho nó có bầu á, cho nó ăn cho có chất bổ nó nuôi con, chứ đẻ ra con nhiều hơn mà cho cỏ không. Bình nước uống của nó, còn lấy cái hộp này bỏ vô đây cho nó chui về nó trốn nè, nhà ngủ của nó. Rồi mình kết thúc clip tại đây nha các bạn. Xem nếu thấy thích thì hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.